Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 88 ngày 16, khoái lạc trần gian là vô nghĩa. Kinh Thánh Truyền Đạo đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Câu ghi nhớ Thi Thiên 16 câu 11 phần B. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Truyền Đạo đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh Cựu Ước trang 623. Truyền Đạo đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Ta lại nói trong lòng rằng: hè, hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là sự hư không. Ta nói, cười là điên, vui sướng mà làm chi? Ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu để cho thân mình vui sướng, mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta. Lại nghĩ phải cầm lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt hơn cho con loài người làm ở dưới trời trọn đời mình sống. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong Thi Thiên. Thi Thiên 16 câu 11. Kinh Thánh Cựu Ước trang 512. Thi Thiên 16 câu 11. 11 phần B. Đây các em, câu này đã được tô màu. Nếu như trong Kinh Thánh của các em chưa tô màu thì các em tô màu nhé. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Ở trong phần tìm hiểu, em hãy nói hai cột lại với nhau nhé. Chúng ta có cái cột bên trái và cột bên phải. Cười là điên. Cười là điên. Rồi thì bên phải là gì? Đây. Cười là điên, vui sướng mà làm chi? Phía sau là đã buồn rầu nhưng vẫn đặt ranh giới để không bị rơi vào nghiện ngập. Chúng ta xem cười là điên á, thì nó nói với cái câu này, phía sau là nỗi buồn trống rỗng. Mặc dù cười đó nhưng mà ở phía sau đó là buồn rầu. Rồi uống rượu cho thân mình vui sướng nhưng vẫn đặt ranh giới để không bị rơi vào nghiện ngập. Rồi sự điên dại là những hình thức vô hại nhưng ngớ ngẩn để tìm sự thích thú. Rồi trong phần nhận biết, vua Salomon theo đuổi mọi khoái lạc trần gian để thỏa mãn ham muốn của mình. Cuối cùng vua kết luận điều đó là gì các em? Là hư không. Hư không có nghĩa là không có giá trị gì hết, không có ý nghĩa gì hết. Lời Chúa cho biết trước mặt Chúa có gì? Có gì đây các em? Tại trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Trọn sự khoái lạc. Trọn sự khoái lạc. Đây chúng ta thấy hình ảnh của một bạn thiếu nhi ngồi cười ha, vui mừng khi đọc lời Chúa ha. Niềm vui thật sự chỉ có ở nơi Chúa mà thôi. Thực hành, em khoanh tròn những điều đem đến sự khoái lạc vui vẻ thực sự. Cái gì đem đến niềm vui thực sự các em? Chơi game có đem đến niềm vui không? Game thì thường là bạo lực. Rồi mình chơi là mình tức thêm, mình chơi là mình thua, mình tức thêm.
chứ không có vui. Hát ngợi khen Chúa đem đến cái sự khoái lạc vui vẻ. Chơi bài, chơi bài cũng không có vui lắm ha, vì mình chơi thua, mất tiền, mất thời gian. Thờ phượng Chúa đem đến sự khoái lạc vui vẻ. Trốn học đi chơi, trốn học đi chơi vui không các em? Cái lúc đi chơi thì có thể vui đó, nhưng mà cứ sợ là ba mẹ hay thầy cô biết được rồi về nhà mình sợ lắm, cho nên không có vui gì ha. Rồi học lời Chúa, học lời Chúa đó là một cái sự khoái lạc, niềm vui thực sự. Tiếp theo mình ghi ra lời cầu nguyện nhé. Em cảm ơn Chúa vì trước mặt Chúa có sự vui sướng vô cùng. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì trước mặt Chúa có sự vui sướng vô cùng. Xin Chúa cho con luôn hát ngợi khen Chúa thờ phượng Chúa học lời Chúa rồi. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì trước mặt Chúa có sự vui sướng vô cùng. Xin Chúa cho con luôn hát ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa, học lời Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta luôn tìm được niềm vui, sự khoái lạc nơi Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.